Tiểu xảo giúp quý ông uống bia rượu ngàn chén không say. Uống nhiều bia rượu đương nhiên là không tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn ở trong tình huống không thể từ chối rượu thì có thể rất lưu những tiểu xảo sau để chống lại những cơn say. 1. Cách chống say bia rượu. Gừng khô, rất sợi ướp muối sẵn mang phòng theo người. Lúc cảm thấy trong người hơi choáng váng thì lấy vài sợi gừng ngậm vào miệng sẽ đỡ ngay. Ăn một miếng phô mai trước khi uống rượu bia sẽ giúp bạn cầm cự được lâu hơn trong cuộc nhậu. Ăn nhẹ trước khi đi nhậu, đặc biệt là ăn thức ăn có chứa chất béo hoặc đồ chua. Lấy 2-3 búp non của lá dong, loại cây lấy lá dùng gói bánh chưng, giã lấy nước uống. Uống 2 lòng đỏ trứng gà, thêm chút muối để tráng men thành dạ dày. Sau đó uống nhiều nước để đi uống bia rượu vào men say sẽ bài tiết ra ngay ngoài. 2. Những sai lầm khi chống say bia rượu khiến tình trạng còn tồi tệ hơn. Uống sữa trước khi uống rượu sẽ giống như một lớp bảo vệ tạm thời cho thành dạ dày và ruột non, nơi sẽ hấp thụ men bia và máu. Tuy nhiên, khi uống quá nhiều đến mức say thì sẽ lâu giãn rượu hơn người khác. Ăn bánh mì cũng khiến bạn uống bia rượu lâu say, nhưng đến sáng hôm sau thì sẽ say do bánh mì giã ra và lúc đó rượu mới ngấm vào người. Nhiều người mách nhau uống 2 viên Panadol dạng sủi đảm bảo uống rượu khỏe mà không say. Tuy nhiên, nếu làm thế sáng hôm sau sẽ rất mệt.